Dạ, TV256 xin mến chào quý bà con, cô bác, quý anh chị em thân thương. Hiện tại thì TV muốn trình bày cho quý anh chị em về những cái trick ở trong cái bộ bài. Thì hôm nay người cộng tác của TV256 là cô Thanh Ngọc. Mời cô Thanh Ngọc giới thiệu với quý anh chị em. Ý, cô Thanh Ngọc xả bài nha. Bây giờ bắt đầu lại. Bây giờ cô Thanh Ngọc xả bài nha. Rồi rút ra một lá nha, trong lúc mà TV256 quay mặt qua. Nhớ nha, nhớ nhớ cùng chung với Thanh Ngọc nha. Rồi mời TV bật lại. Cô Thanh Ngọc nhớ là cái lá này phải Nhớ không? rồi, nhớ rồi. Bây giờ TV ha, lấy cái lá này ra, TV bỏ vào giữa nha. Rồi TV xào nha. Xào thêm nữa. TV xào thêm nữa nha. Xào Thấy rất là nhiều nha. không? Xào nhiều nhiều ha. Rồi. Giờ TV xào tiếp tục nha. Bây giờ TV có phải lá này không cô Thanh Ngọc? Không phải. Không phải phải không? Không phải phải không? Không phải. Không. Không phải thì TV lấy ra nha. Rồi. Có phải lá này không? Không phải luôn. Không phải TV lấy ra nha. Có phải lá này không? Không phải luôn. Không phải TV lấy ra nha. Bây giờ ba lá này cô Thanh Ngọc chọn lá nào? Chọn thôi, chỉ thôi. Chỉ lấy ra. Lá này chỉ lá nào? Chỉ lá này thì lấy ra. Thì cái lá này là cô Thanh Ngọc chọn mà phải không? Đúng không? Đúng đúng rồi, nhưng mà sao nãy hỏi thì lại không phải. Không phải nhưng bây giờ nó thành phải mới hay chứ phải không? Chứ nếu mà nó không phải bây giờ cô Thanh Ngọc cắt bài đi, rồi cắt bài cắt một bài kinh đi. kinh kinh Bây giờ cô Thanh Ngọc ha, chọn cho tôi lá nào cũng được, chỉ lá nào cũng được, chỉ đi, chỉ hay lấy ra, chỉ thôi, chỉ lá này thôi. Chỉ rồi, ok rồi. rồi phải 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 lá chốt. Này không? Chốt cô Thanh Ngọc cho người ta coi đi. Bây giờ khoan, đợi 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 nha các bạn, chờ nha. Ok, bây giờ mình đang chỉ cái lá này nha các anh chị em. Nhớ nha, nhớ giùm với Thanh Ngọc ha. Rồi. Đi vòng lại đi. Bây giờ TV là dòng lại nha, cái lá nó nằm dưới đây phải không? Đúng đúng đúng. Bây giờ cô Thanh Ngọc thấy cái lá này phải không? Tôi không thấy nha, tôi dòm cho cô Thanh Ngọc Rồi thấy đúng phải không? rồi, Đúng đúng rồi phải rồi. không? Thì cô Thanh Ngọc lấy ra bỏ giữa đi. Lấy ra bỏ giữa hả? Ừ. Ok. Lấy ra giữ cho. Bỏ vào chính giữa. Ừ, bỏ vô chính giữa. Rồi. Xong ha. Xong. Bây giờ tôi xào nha. Rồi, xào cho nhiều vô. Trời, cái bộ bài này nó cũ quá rồi, thành ra cũng khó xào. Khó xào, khó trẻ. Bộ bài này xưa như trái đất rồi. Bây giờ tôi hỏi thật với quý anh chị em đó, có phải là cô Thanh Ngọc đó, cô Thanh Ngọc lấy con bồi bích How không? Vậy mới hay chứ. Cô Thanh Ngọc bây giờ muốn làm cách mấy đi nữa, lấy bộ bài cách mấy, lấy cái bài nào cách mấy đi nữa, gần như là tôi cũng biết hết đó. Các bạn có thấy lạ không? Nhưng mà Tự bài nhiên này nghe.
không thấy mà biết là bồi bích. Bài 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 này nó không có dấu đâu thưa quý anh chị em, thấy không? Đó thì TV 256 vẫn là bình thường thôi, sao bình thường thôi. Thấy không? Rồi. Bây giờ cô Thanh Ngọc muốn làm thêm nữa không? Một cái nữa đi. Một cái nữa hả? Okay. Muốn làm bao nhiêu cái cũng được. Làm cái nữa. Muốn làm bao nhiêu cái cũng được chứ phải không? Là hai cái đó đúng rồi. Đúng rồi phải không? Rồi. Giờ lấy ra ha. Chỉ đó, chỉ. Chỉ này, này. Con này phải không? Ừ. Chưa phải không? Chưa. Rồi. Bây giờ TV quay mặt ra để chỉ cho khán giả nha. Ok, chờ chút nha, chưa nha. Nè các bạn xem nha các bạn. Cái lá này nha, nhớ dùm với Thanh Ngọc luôn nha. Rồi, dọn lại. Rồi, dọn lại ha. Bây giờ TV 256 nè. Quý anh chị coi nè nha. Đây ha, nhớ là bộ bài rồi, nha. Rồi, nhớ rồi. TV ha, bỏ vô trong giữa nha. Thì nó đi mất tiêu rồi. Sao nhiều vô? Nè, phải con ếch không? Ếch đỏ. Ếch đỏ chứ không phải ếch đen. Đúng rồi, ếch đỏ. Mình làm lộn thành ếch đen. Ếch rồi phải không? Bây giờ muốn làm nữa không? Anh Ngọc muốn làm nữa không? Cái ếch đỏ. Đỏ diamond mà. Thì mình ếch rô. Ếch rô phải không? Ếch rô là diamond đúng rồi. Bây giờ coi Thanh Ngọc muốn làm nữa không? Đưa thành cái đen là sai rồi. Nhưng mà người ta nói, người ta nói mới là đúng chứ mình đưa cái đen đâu có sao đâu. Nhưng mà đại khái là như vậy. Rồi làm lần nữa đi. Bây giờ ha. Này cho đúng nha. Cho đúng nha vào. TV 256 nói thiệt cái tay lụng cụng lắm, không biết xào, không biết trẻ đâu, mình không phải là dân chơi bài. Nhưng mà sự thật ra mình biết bài thôi chứ mình không phải là dân chơi bài, thành ra đó. Quý anh chị em mà thấy TV 256 làm dở lắm nè, thấy không? Kinh nè, thấy không? Kinh nè, cũng dở nữa, cái gì cũng dở đó. Chậm lắm mà từ từ lắm. Chứ không phải là mình tay nghề, già rồi, thấy không? Nè, thấy không? Của bài đó. Bây giờ cô Thanh Ngọc đó, cái chọn ra một lá bài đi. Lấy ra luôn hả? Lấy ra chứ. Lấy ra luôn nha các bạn. Rồi bây giờ nhớ dùm chung với Thanh Ngọc nha các bạn. Rồi. Xong rồi phải không? Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi, TV để dưới đất nha. Tay nó lụm cụm lặt cặt gì đó. Nè chặn hết nè, thấy không? Bỏ giữa. Bây giờ đó TV lấy ra, TV bỏ ngay giữa nè, TV xào nè, quý anh chị TV nè, thấy xào bỏ giữa nè, thấy không? Đó. Vì xào tới xào lui nữa. Cũng phải xào một lần. Xong rồi đó. Cắt đi. Cắt. Kinh. Rồi kinh đi. Đi. Thì vì lấy cái lá này. Không đúng. Không phải phải không? Quý vị thấy cũng không phải phải không? Sai. Sai phải không? Sai luôn. Sai phải không? Đưa rồi. Còn lá này. Sai luôn. Sai luôn phải không? Bây giờ có ba lá nè. Cô Thanh Ngọc chỉ lá nào? Ừ, chỉ lá nào thì lấy lá đó. Cô Thanh Ngọc hai lá nè. Cô Thanh Ngọc chỉ lá nào? Ừ, chỉ lá nào á thì mình phải lấy ra lá đó. Thì lá còn lại này có phải của cô Thanh Ngọc không? Dở ra coi. Đúng các bạn. Đúng lạ ha. Quý anh chị em ha, quý anh chị em đó, tất cả những cái gì là xảy ra là
sự thật đối với cô Thanh Ngọc, chứ không phải là đóng kịch đâu. Hoàn toàn ở đây, ở đây không có đóng kịch. Nhưng mà thành ra đó, nó có những cái điều mà nó lộng cộng, thành ra quý anh chị em thông cảm cho. Và nên nhớ rằng đó, TV256 sẽ giải mã tại sao TV256 làm được những cái việc này cho quý anh chị. Nếu mà sau khi mà nghe cái coi cái đoạn video clip này đó, quý anh chị mà muốn TV256 giải mã đó, thì phải có 99 người đồng ý, 99 người muốn không hiểu được vấn đề đó, thì nhờ TV256 thì TV256 sẽ giải mã cho quý anh chị em một cái video clip lần tới nha. Nhưng mà lần này thì TV256 cho quý anh chị em thấy những cái gì mà TV đã làm được đó, đối với qua mắt được cái cô Thanh Ngọc, được cái cô Thanh Ngọc nè. Cô Thanh Ngọc thì chắc khờ. Không phải khờ đâu, không phải khờ đâu. Nhưng mà cái trick này có thể nó hơi khó, tại vì nó có tổng hợp những cái trick mà của TV256 học được. Và trong đó thì có những cái trick mà có TV256 sự thật là sáng tác nữa. Mà khi mình sáng tác ra thì nói thiệt thiên hạ rất mà khó biết chứ phải không? Vậy thì các bạn nhớ muốn thắc mắc thì anh Ngọc cũng thắc mắc đó. Rồi. Các bạn thắc mắc nhiều vô nha, để trên TV anh dạy cho Thanh Ngọc biết luôn. Ừ. Cảm ơn các bạn. Nhưng mà các bạn còn muốn làm nữa không đó chứ? Thanh Ngọc còn muốn làm nữa không đó chứ? Cứ làm lần nữa đi. Rồi làm lần nữa. Chính đi. Ba lần đúng rồi đó. Bây giờ ha, đơn giản thôi. Thanh Ngọc chỉ một lá bài thôi. Chỉ một lá bài thôi. Lá này phải không? Nhớ nha. Nhớ nha. Rồi tivi quay mặt qua nha. Bây giờ đi chỗ khác đi, để tôi đưa cho anh chị em coi nha. Rồi anh chị em coi giùm cùng với Thanh Ngọc nha. Rồi anh tivi vòng lại đi. Tivi vòng lại phải không? Rồi vòng lại. Rồi. Rồi với chó phải không? Đúng. Rồi đúng rồi. Nè, thôi Thanh Ngọc bỏ giữa đi. Cái gì giờ lấy cái lá nó bỏ giữa phải không? Ừ, đừng cho tivi thấy thôi, okay. Làm cái khéo khéo. Cái gì này là không lấy ra được đâu. Nghi. Nó trong đó đó, thấy không? Mình không biết TV rồi. Tivi tiêu rồi. Tiêu rồi. Khổ ghê vậy. Nó là con bò bít, chứ không phải bò chuồng. Nhưng mà bò chuồng nó lại đi văng ra mới chết đấy chứ. Sorry. Phải bò bít không? Đúng rồi nha. Bò bít chứ không phải bò chuồng. Biết bít cho chuồng phải không? Bây giờ đó, lấy ra cho đúng đi. Bây giờ cô Thanh Ngọc ra. Lấy ra cho đúng chứ. Lấy ra sai nước rồi. Nhưng mà người ta biết được em lấy bộ bài, người ta biết được em lấy bộ bài, cái lá bích là đủ rồi, đâu cần phải sai nước hoặc là không sai nước. Các bạn có đồng ý không? Sai nước mà sao đúng được? Rồi thôi làm lần nữa đi. Trời, tự nhiên có ta mà tứ rồi đó, rồi giải ngủ. Làm lần nữa nha. Bây giờ Thanh Ngọc muốn xào bài thì xào bài, TV không có ke. Ke xào bài. Ai muốn xào bài cũng được, muốn làm cái gì cũng được hết á. Ừ, TV không có ke. Làm thử vậy rồi. Không biết làm nữa. Rồi. Toàn là dân không biết làm đâu, tới đó được. Dân rồi. Không có chuyên nghiệp đâu nè. Rồi, bây giờ lấy lá phải không? Giờ lấy lá phải không? TV cũng không phải dân chuyên giờ nghiệp. Lấy lá phải không? Không biết, bây giờ TV quay mặt ra đi, nha. Đi, cái đâu kìa. Rồi bây giờ Thanh Ngọc lấy một lá này các bạn nhớ nha. Thì này là anh TV không tìm ra đâu đó. Không có nào mà tìm ra được. Làm gì mà không tìm ra. Rồi. Để dưới đây dưới không? Để dưới ha. Để dưới chứ. Đừng để trên. Để trên ai biết. Để dưới đây.
Rồi, xong. Ở dưới đây phải không? Xong. Tức quá hả? Tiêu rồi. Tiêu nha, dòm rõ nha. Ok, rồi nhớ rồi. Coi máy 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 dòm kỹ nè. Tai tivi không có gì hết á. Phải không? Tai tivi đâu có làm gì đâu. Phải không? Dòm rõ nha. Rồi rồi. Tivi bỏ giữa. Tivi xào. Phải không? Mình xào mà. Bây giờ tivi lột lá trên cho Thanh Phù. Thanh Ngọc coi coi phải lá này không? Sai. Sai phải không? Sai. Phải lá này không? Sai luôn. Sai luôn hả? Phải lá này không? Sai luôn phải không? Ờ không không sai luôn rồi, sai luôn rồi. Rồi. Ba lá sai hết rồi. Ba lá sai hết. Bây giờ thì Thanh Ngọc chọn lá nào? Đó đó. Đúng rồi. Các bạn ơi, kỳ này là đúng rồi, kỳ này là quá hay rồi. Kỳ này là quá quá hay rồi. Ok. Không để đây được rồi, để đây là thiên hạ thấy rồi. Bây giờ muốn làm thêm nữa không? Đó đủ rồi. Nãy giờ 5 lần rồi. Bây giờ đó. Bây giờ thêm một cái trick này nữa. Cái trick này á, quý anh chị em thấy nè, bộ bài nè, thấy không? Nó in đều như thế này, thấy không? Nó in như vậy, thấy không? Nó in như vậy. Bây giờ TV lựa cho quý anh chị em thấy nè. Bây giờ để cho quý anh chị em thấy nha. Đây là tất cả là chúng ta có 6 con bài, 7 con cũng được, nhiều con cũng được, con nào thêm con nào cũng được, hiểu không? Bây giờ thêm đi cho nó có thể nó hay hơn. Mà ít quá là thiên hạ nói TV biết giấu rồi này nọ. Thì bây giờ tất cả là chúng ta có 10 con bài đi. 10 con bài. Ủa? Thành 11 con rồi. 11 con nè, chơi 12 luôn. Bây giờ đó, trong cái game này đó, nó thuộc về là cái game tâm lý. Tâm lý á, thì khi mà TV 256 mà TV quay lưng ra mà không thấy á, thì cô Thanh Ngọc đó có quyền nha, có quyền turn cái card around như thế này. Một cái thôi, một cái card thôi. Thì TV sẽ hiểu rằng cô sẽ TV bắt đầu hỏi cô Thanh Ngọc có nói láo hay nói thiệt, thì Thanh Ngọc có quyền trả lời dối hay thiệt gì cũng được hết á. Nhưng mà sau khi mà hỏi Thanh Ngọc xong á, thì TV sẽ hiểu về, khi hiểu về cái tâm lý đó, thì TV sẽ hiểu rằng cô Thanh Ngọc nói thật hay là nói láo, và con nào là cái con mà cô Thanh Ngọc quay đầu trở lại. Hiểu trò chơi rồi, chưa cô Thanh rồi, Ngọc? Hiểu rồi, hiểu. Hiểu phải không? Hiểu. Bây giờ trong 12 con này mà cô Thanh Ngọc có quyền quay một con thôi. Mà trả lời láo cũng được. Ừ. Okay. Mà trả lời láo hay thật cũng được, TV phải hỏi thì okay. TV mới điều tra ra được. Okay. Hiểu không? Thì bây giờ đó, TV 256 đó, quay đầu qua nha. Trong vòng 1-2 phút đồng hồ ha, rồi cô Thanh Ngọc ráng quay đầu ngược cái lá đó lại thôi rồi. Chứ không phải lấy một lá, quay đầu ngược lại thôi. Ok, ra đi. Rồi xong rồi này nha các bạn. Rồi xong. Xong gì nhanh dữ vậy? Quay đầu ý gì? Quay đầu là nhanh mà, một lá mà. Trời, một lá mà phải quay đàng hoàng nha, chứ quay đừng có vụ mà không quay nghe không. Ôi. Ừ, không quay là không được đâu á. Ừ. Bây giờ đó TV hỏi có phải con này không? Không. Có phải con này không? Không.
Có phải con này không? Không. Cái gì nó không không rồi làm sao người ta đoán được? Có phải con này không? Không. Ta có quyền nói láo nói thiệt phải không? Ừ. Có phải con này không? Không. Có phải con này không? Không. Có phải con này? Không. Có phải con này không? Không. Có phải con này không? Này không? Không. Này không? Không. Vậy Không là hết. cái cô này á, cô Thanh Ngọc này đó, người ta đoán về tâm lý là rất là dễ. Tại vì đó, khi mà cô nói không 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 thì cái người đoán đó sẽ hiểu về tâm lý là không có cái lá bài nào cô ta lật lên hết. Cô ta muốn chơi mánh với TV hai năm sáu phải không? Không có lá bài nào cô lật hết phải không? Sai rồi, ta có lật một lá mà. Có lật một lá hả? Ừ. TV hỏi lại nha, làm sao mà lật một lá được? Đâu có Ăn biết lật gian lá hả? nào đâu, đâu có biết lật lá nào đâu, thấy không? Trời ơi, chuyện này là thua cái chắc rồi. Làm gì mà không biết cái tâm lý là tôi rành quá mà. Cái tâm lý tôi rất là rành, không thể nào mà sai được hết. Thế nào vậy? Cô chưa có lật lá nào hết á. Cô nói láo rồi. Thấy người ta show cho các bạn coi rõ ràng rồi. Một lá show cho các bạn coi rõ ràng rồi. À Lạ ha. vậy. Xong ra. À ha. Thôi Thua thua rồi, rồi, thua thua rồi. rồi. Thôi TV chấp nhận thua nha. Bây giờ đó, TV quay qua mà qua trở lại, phải không? Cô cũng lật lại một lá cho TV. Không biết thiệt á hả? Không biết, thôi, lá nào vậy? Này nè, Ồ. cậu đầm nè, nãy đưa cho các bạn coi đó. Trời ơi. Em lật như thế nào? Em lật phải như Ờ, vậy vậy vậy? đó. À. Hay là em lật làm sao? Nãy lần sau không nhớ nữa, chắc là dây, chắc cầm dây đưa lên rồi lật xuống không nhớ. Trời đất ơi, người ta kêu đó, cái lá bài đó nó phải lật như vậy nè. Nãy Phương, nãy nãy Thanh Ngọc đưa sao các bạn đưa về đưa cho xuống hay là đưa ngược lại tôi quên rồi. Trời đất ơi, chỉ là bạn không có lật lá bài. Vậy là bạn chưa có hiểu trò chơi. Phải không? Bạn phải lật cái lá bài như thế này Phải ngược thì lại tôi mới hả? biết. Chắc Bạn 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 là không nãy có hiểu trò chơi. cầm dây cái đưa lên, Không, không đưa được, không lên được, không không biết được, có không đưa được. lại không nữa, không nhớ, Không hoàn toàn được. không nhớ. Bạn phải nhớ là bạn lật cái lá bài này, bạn không cần phải đưa lên. Cái máy này nó sẽ thấy hết. Ok Máy này nó sẽ thấy hết, ok bạn không vậy cần được phải rồi, đưa lên. được rồi, Bạn phải phải hiểu cái trò ngược cái chơi nó như lợi. vậy. Là khi mà bạn lật á, bạn phải ngược nó lại À, gì thì hay thằng ra tôi hay mới biết. hay vậy được không? Ừ. Ok, hiểu rồi, Chứ hiểu rồi. bạn 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 làm kiểu đó làm sao tôi biết được? Thành ra tôi đoán sai là À bạn đã làm sai. sai Bạn đã làm sai. Nên nhớ, bây giờ tôi quay mặt lại. vậy rồi hôm nay á. Bạn Thanh Ngọc phải làm cho đúng nghe Ok, không? Không có làm sai nữa nghe không? làm lại nha, làm lại nha các bạn, chị này làm đúng nè. Rồi đúng rồi, nhầm lại. Cái màn này là màn tâm lý mà đâu phải giỡn đâu. Tâm Nhưng mà cái tâm lý của bạn lý nó làm không sai nhớ, á. không Biết không? hồi nào bây giờ nó nhớ đúng rồi. Bây giờ nó nhớ đúng chiều rồi phải không? Đúng rồi, đúng Ít ra là phải vậy chứ. Bây giờ có phải con này không? không 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 Lại ăn gian nữa rồi. không Không có lật con nào hết. không cái này là chắc chắn là lần Không có lật lần con đầu nào hết nữa. Đàng hoàng thôi rồi. á. Làm sao thua được? Thua rồi, thua Bạn không rồi. có lật con nào hết. Có, người ta có camera, người ta có bao nhiêu kiểu người làm chứng đàng hoàng. Nhưng mà bạn không có quay đầu lại. Có, kỳ này tôi nhớ mà, nãy là Có thể quên. là con này thôi. Đô. Không, bạn không có quay đầu lại. Bạn Đô, phải đô. xoay đầu lại tôi mới biết Có, được dễ chứ. này đi. Làm sao mà tôi bảo đảm Tôi là sẽ đi. bạn không có quay đầu lại. No, có chứ, hồi nãy người ta đã lộn lần thôi, lần cái gì tôi nhớ vậy. Rồi, chị thua rồi, Chị chết thua rồi. rồi. Rồi, chị biết làm sao chị thua rồi. Bạn quay con nào nói coi. This Vô one. lý không bao giờ. Hồi nãy hả? Nè, đưa lên, xong rồi dòng lại liền. Người ta nhớ mà.
lần thứ nhất quên chứ lần cái gì phải nhớ. Ồ. Ôi giời ơi. Thôi rồi đi học học nghề lại đi. Tâm Đúng linh này rồi. không có đúng. Vô lý thật. Con này hư quá. Đi học lại đi. Học lên thầy gì đi. Sai ơi. Vô lý thật. Sai rồi hả? Thôi bỏ đi. Thôi bỏ đi. Đi học lại nghề của thầy lại đi. Lại đi mới Thôi lần sau mới nha. đốt cho thành Ngọc được. Lần 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 sau tôi sẽ đố cái bài này, tôi học cẩn thận rồi tôi sẽ biết nha. Thôi cảm ơn quý anh chị nha. Cảm ơn các anh chị nha đã phụ với Thanh Ngọc. Nhớ nha. Giải mã cái bộ bài này đó là muốn TV256 giải mã là phải có 90 Nhiều người, tại người vì nhiều quá bớt là được không? Nhưng cho tôi còn biết đi tôi nhé, cho Thanh Ngọc còn biết nhé. 90 người nhiều quá à, 90 người không có nhiều đâu, nên 90 người nhiều quá à. tại vì đó nhiều cái trick người ta đã biết hết trơn rồi, biết không, nhiều cái trick người ta biết hết trơn rồi.